là những cái kệ mà tượng Phật đó là anh tự làm hả? Cái đó của nó luôn, nó gom đâu quá rồi dời sẵn đem lại làm cho nó luôn. Ồ vậy hả? Ừ. Là tượng Phật là ở trong nhà nhiều vậy luôn. Đúng rồi, nó đi xe lụm ở đâu không biết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo hành trình của mình thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại ấp 3 xã Tân Thành, huyện Tân Thành của tỉnh Long An. Thì hôm nay Bùi Hồ đi đến đây để theo một số giới thiệu của một người số người dân á, thì có một cái anh đó thanh niên khoảng hơn 30 tuổi và anh sống ở dưới cái gầm cầu như thế này. Và đây là một cái con cầu bắc ngang kênh nha cô bác quý anh chị. Thì khi mà đến đây thì chúng ta sẽ gặp một cái cánh cửa ở dưới kia kìa. Cánh cửa dưới này nè, màu xanh và đồ đạc thì lũ hũ ở dưới đó như thế. Thì theo chia sẻ mọi người thì anh này có dấu hiệu về thần kinh. Vậy thì như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm xuống cái máy ấm của anh là một cái gầm cầu nha. Cái gầm cầu làm mái che nghe nghe. Ôi sao anh ở sạch sẽ ta? Cái nhà anh tương đối sạch nhưng mà ở đây anh lụm rất là nhiều phế liệu về để bán nè. Bọc mũ này kia hôm trước mình nghe nói là ảnh lụm ở khu dân cư mà cái bọc mũ mà không đổi luôn á, cầm cái bọc mũ mà đổi tiền không đổi luôn á. Anh xin vô trong cho mát. Chào anh. Dạ. Thôi rồi. Dạ. Anh tên gì? Châu. Anh Châu hả? Anh Châu năm nay nhiêu tuổi anh Châu? 2 tuổi à. 2 tuổi hả? Ờ. Châu ơi. Sao 2 tuổi được? Hai có dây chứng minh. Có dây chứng minh. Ờ. Đâu cho em xem với. Mẹ lấy rồi, bạn mẹ rồi. Làm chai kỳ xài. Ừ, thấy căn nhà của anh sạch sẽ ta. Hút bơ cháu á. Không hiểu. Ở đây không có ai chăng. Cha mẹ nó thì ở ngoài kia mà từ đó giờ nó vô đây ở lâu lắm rồi không ai. Anh tự cất hay là ai cất? Ở đây người ta cất cho chứ. Người sao ta? Người xin tắm rửa sao? Tắm rửa thì xong tắm. Ăn uống tắm rửa là nước sông nó không hả con? Uống nước thì ở đây có thằng cháu trong kia nó đổi nước bình cho để dành uống. Cái căn nhà của anh thì rất là nhiều bàn thờ, rất là nhiều chứng hương. Mọi người xem ở đây nè. Đây. Cái này là mấy cái tranh thổ địa thần tài là sao? Ở đâu anh có vậy? Chùa cho anh hả? Hay là anh cúng. Hay là anh mấy tranh nhỏ ông đĩa này chùa hát á. Ừ, 1 2 3 hồng hồng mấy hồng mấy hồng mấy Phật. Anh nói cho em biết coi ở đây gồm có ai bên đây? Cậu đây Phật Quan Âm. Còn đây hồng còn đây Phật đây nè. Cha gì? Cha em chùa. Còn đây? Phật. Phật gì? Âm. Phật Âm. Còn đây? Mẹ Âm. Đây? Phật kia. Phật gì? Anh nói nghe em. Âm. Đây? Địa. Ờ rồi đây nè. Địa lắm. Ông địa luôn. Rồi ngày anh thắp hương mấy lần? Không đốt nhang được. Anh không đốt nhang được hả? Không. Sao vậy? Cháy nhà, cháy cầu, cháy. Cháy nhà, cháy cầu. Rồi ai thắp nhang cho anh? Không, mới phải đốt được. Đốt hạt. Rồi ai đóng cái kệ cho anh mà đẹp vậy? Hút. Phúc. Ờ, muốn cháu á. Mà cạn nào, một loại cạn. Ngoài cái việc mấy chân hương này thì... mấy cái những tượng Phật này thì anh chia sẻ là trong chùa. Ấy nghĩa bật điện lên nghĩa. Có điện rồi kia kìa. Bật nó lên. Không có mực không được. Rồi. Anh lại cho em xem ơi. Anh lại vật cho em xem với ơi. Không được. Anh lại không thôi khỏi thắp hương. Không được không biết lại. Chắp tay lại. Không biết lại. Chắp tay lại. Bây giờ anh chắp tay lại anh lại. Rồi chắp tay lại quỳ xuống. Ảnh từ nhỏ bị bệnh vậy luôn hay sao? Từ nhỏ bệnh. Dạ. Nó ở nhà này cái sập rồi tôi mới dời sinh con rồi làm cho nó đó. Ôi vậy là anh làm phúc phải không? Ừ, ôi may quá. Là những cái kệ mà tượng Phật đó là anh tự làm hả? Cái đó của nó luôn, nó gom đâu quá rồi dời sẵn đem lại làm cho nó luôn.
Ồ vậy hả? Ừ. Là tượng Phật là ở trong nhà nhiều vậy luôn? Đúng rồi, nó đi xe lụm ở đâu không biết. Là Quan Âm với thổ địa đồ là do anh... Ờ đó, giờ đem lại sắp xếp cho nó, một chút có để tùm lum la hà, sắp xếp ngay hàng lối cho nó thờ để thấy tụng nghiệp. Rồi anh nó cũng hiền ha anh ha? Ờ nó hiền, nó đâu có gì, nó có bệnh mà tối ngày đi xin rồi ai cho cơm ăn vậy lụm ra nghiệp rồi về bán được 5-10 ngàn rồi ăn uống vậy đó. Ừ. Đó cúng cúng được phải đâu nó gọi gan. Trò dài vô mới cúng được ha. Rồi kia anh Châu giờ anh cúng một người mặc trò dài vô để anh lại Phật. Ngoài những tượng Phật, Quan Âm, thổ địa thần tài, cha Diệp và những cái bức hình anh thờ thì ở dưới đây thì tất cả vật dụng còn lại thì chắc anh đi nhặt đó nha. Ừ. Rồi anh gái vậy anh giấy cái gì anh nói lớn lên cho tụi em nghe với. Tối nào nó cũng mà đốt hết trơn á. Vậy hả? Không biết nó thờ rồi, ô tùm lum tá lả không biết đâu nói. Ồ. Vậy là ảnh có lòng tin vô Phật pháp ha. Thờ thờ luôn. Ồ vậy hả? Ảnh có mấy anh em? Nó có được hai chị em chị nó thì cũng được, cũng không đổi. Mẹ nó thì cha nó rồi đó cũng gặp rồi mất ở đâu liên lạc rồi từ đó giờ chắc chết luôn vậy không tin cha nữa. Còn mẹ nó là F1 nè. Một ngày anh lại mấy lần? Hai lần. Hai lần. Lúc mấy giờ lên dưới lúc mấy giờ? Hai rưỡi sáng hả? Chiều sáng chiều. Sáng mấy giờ? Hai rưỡi luôn. Rưỡi. Đây nữa này nghĩa không phải ngoài đó. Rất là nhiều hình tập nha. Cái tượng Phật này chắc có lẽ là ông tài địa. Ông tài địa sưu tầm. Tầm. Đây là anh nãy anh ở đây là cậu. Cậu hả? Bên đây. Phật. Phật gì? Nhưng mà tụi em lại đó thì ngoài những cái hình Phật mẹ Quan Âm nè, cha Diệp với lại ông điện thần tài. Thì em có còn nhận thấy được rằng ở trong đó có một cái bức hình đó là anh Hậu chú Hùng. Thì anh chia sẻ thì là anh Châu thì chỉ có người em gái, người chị gái với lại mẹ của mình. Vậy người thờ trong hình đó ai là ông chú ở sớm hồi đó giúp cho nó là bán vé số rằng có tiện ăn đó, là ông giúp con ngày đưa nó 20 vé là ông bán là để ăn cơm uống nước hàng ngày đó. Tại sao chắc trong khoảng 7 năm ông chết. Ông chết rồi vợ thì về quê. Rồi nó ở ta lang thang ở đây luôn, ở quê hương này luôn, kêu đâu nó không đi hết. Ở Bắc đi chỗ khác là gần bữa nó cũng về hả? Về quen. Nó quen chỗ này rồi. Chú Hùng đó là mất bao nhiêu năm rồi? Nay cũng đáng cỡ 5-6 năm rồi. 5-6 năm. Cái ngày mà có nhà thì anh Châu đó mới thờ hay là anh Châu đó trước đây vẫn thờ vậy anh? Trước đây vẫn thờ, thờ lâu rồi. Ồ vậy. Nó hồi chú nó ở mà ở ngoài góc dĩ hè người ta là nó cũng vẫn thờ bình thường á. Vậy là mang theo suốt luôn. Đúng rồi, nó mang theo suốt rồi đó. Vậy là anh Châu đó là một người mang ơn. Đúng rồi, nó cũng nghĩ cái ơn nghĩa ổng giúp nó rồi nó thờ, nhưng mà nó hỏi nó thì nó dạ dạ nó thờ đốt ngang vậy thôi, còn mình không biết cái tâm nó làm sao được. Nhà của anh Châu á thì theo chia sẻ của anh Phúc thì Bùi Hồ mới quay lại, thì cái việc mà trước đây thì anh ở rất là khó khăn nên anh Phúc cất cho anh một cái mái nhà như thế này dưới gầm cầu như thế này, và đặc biệt là những cái tượng Phật này đó thì do anh nhặt về từ tất cả các nơi mà anh tỏ vẻ rất là tôn kính và thờ sắp xếp đâu đó rất là gọn gàng. Anh Châu ơi, anh Châu rất là gọn gàng luôn. Và theo chia sẻ của anh Phúc đó thì tất cả các ngang ở đây anh đều tự trang bị và mua đấy, mà tối về anh tự thắp hết. Điều đó làm Bùi Hồ rất là cảm động và sẽ gửi cho anh một ít tiền để anh có thể mua nhang để thắp hương. Em chào anh nhé. Em gửi cho anh.